Anh yêu em được bao lâu? Xem sớm nhất trên Vion. Thanh xuân trôi thật nhanh như gió bay, tình yêu lẫn trốn khi mà ta ngỡ tìm thấy. Dẫu cho mỗi lần yêu tim đớn đau, vẫn cứ ngây ngô yêu như lần đầu. Mong sao ngày mai tạnh cơn mưa nắng sẽ mang câu vòng trở về. Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, hay tất cả sẽ đến lúc phai nhạt. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu sẽ về đâu? Liệu rằng một sớm mai thức dậy người vẫn đây, hay trái tim sẽ thêm một lần vỡ tan? Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền lâu? Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình, thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Một mình em cũng giấc mộng nên giấc mơ vỡ tan tành. Không. Nãy là cô tự ý, tôi không liên quan nha. Ý anh là ngủ với anh không dễ gì? Hay là tôi cứ thử việc khó coi sao? Chiều nay á, chị có dẫn bé Ly đi ăn bánh, tiệm mới mở gần nhà. Nhưng mà không có ngon bằng bánh em làm. Em mau tỉnh dậy đi. Chị hứa là sẽ mở một tiệm bánh hoành tráng nhất cho em luôn. Con bé ngốc nghếch này, tại sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy hả? Huyết áp bệnh nhân đang xuống rất là thấp, chuẩn bị thuốc tiêm cho bệnh nhân. Em ơi đừng làm gì sợ nha em ơi.
Cậu đi đâu mà bỏ mặc con bé cả ngày hôm nay? Con bé vừa bị sự cố về đường hô hấp, rất nguy hiểm. Nếu lúc nãy không có tôi thì con bé sẽ ra sao? Em xin lỗi. Xin lỗi? Cậu thật sự cảm thấy có lỗi không? Mà cho dù nó có gặp chuyện gì thì cậu cũng không quan tâm đúng không? Cậu đừng sống thoải mái quá, phải biết mặc cảm với tội lỗi của mình. Hôm qua tôi lại làm gì trên người anh nữa à? Cô nói vậy không sợ được khác hiểu lầm hả? Anh nhìn vậy là ý gì? Tôi rót cho anh một ly nhá. Không cần đâu. Tại tôi thấy cô tự nhiên quá. Cảm giác như đây là ngôi nhà của cô vậy đó. Cô muốn xét tiền nhà không? Thì tôi cũng vì hoàn cảnh thôi. Chứ nào giờ tôi đâu phải là người mê bia rượu đâu. Sau tất cả những gì tôi biết về cô thì đó là cái lời mà tôi không tin được. Thôi, anh đã biết mọi chuyện xấu hổ về tôi rồi thì anh nói gì chả được. Đợi một chút, tôi về nhà thay đồ. Hôm nay tôi sẽ bao anh ăn sáng, uống cà phê, coi như là cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ngủ nhờ. Hôm nay anh đưa con đi học về sớm. Con chào mẹ. Cô cũng sướng quá ha. Cơm chồng nấu, con chồng chăm. Con đi học á, chồng cũng đưa luôn. Không biết có người nào người ta thắc mắc là nhỏ nó còn mẹ không nữa. Thưa mẹ, con đi làm, con trễ giờ rồi mẹ. Ngồi xuống đi, chờ Hân đi về rồi tôi có chuyện muốn nói với hai người nè. Chắc là có chuyện gì mẹ bàn với anh Hưng trước nha, tại vì con trễ giờ rồi. Cô là sếp, muốn tới công ty lúc nào cũng được. Đừng có lấy cái cớ đó mà né mặt tôi. Con chào mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nè, ngồi xuống đây. Có chuyện gì á, hai mẹ con mình bàn trước đi mẹ. Vợ con cô trễ giờ làm rồi đó. Em đi làm đi. Tôi kêu ngồi xuống. Đây là giấy tờ đất ở dưới quê ba con để lại. Con cứ việc bán đi, lấy tiền làm ăn. Còn cô, chỉ cần ký tên vô là được rồi. Con nó nói với mẹ là con không bán mà. Em đi làm đi. Dạ thôi, mẹ với anh Hưng cứ bàn với nhau đi. Nếu như mà anh Hưng đồng ý thì con sẽ ký thôi. Xin phép mẹ con đi làm. Nhìn tới nhìn lui, không biết có điểm nào nó giống vợ con hay không. Hai đứa còn ngủ chung với nhau không? Tại mẹ, mẹ cứ gây khó dễ cho cổ, nên càng ngày cổ càng khó chịu vậy đó. Tại con đợi nó lên đầu lâu quá cho nên nó trở nên thoải mái lắm.
mẹ đừng có nói chuyện khó nghe vậy. Còn nữa, con sẽ không bao giờ bán đất của tổ tiên để lại đâu. Cho nên từ nay á, mẹ đừng có đem cái chuyện này ra mà mẹ nói nữa. Con có đi về quê ở đâu mà không bán? Có để đó hoài, mốt chú con cất nhà cho mấy đứa con ổng là con mất phần đó. Thì bây giờ á, mẹ cứ để cho chú làm đi mẹ. Mai mốt cái chuyện hương quả của nhà cũng phải nhờ nhiều đấy chú và mấy em. Đó là tài sản của ông bà tổ tiên để lại. Cho nên á, con sẽ không bao giờ mà con bán đâu. Thôi được rồi, con muốn bán thì thôi. Nghĩ cũng lạ, nhỏ này cũng ghê gớm lắm ạ. Đất chung thì đồng ý bán cái rụp. Cái gì của nó thì nói gãy lưỡi nó cũng không bán. Cái đó không phải tư riêng gọi là cái gì đây. Với mấy đứa như vợ con thì cũng nên lo thủ đi. Chứ tâm hơ tâm hớt chưa con á là tay trắng ra khỏi nhà đó. Trước đi, chị có chuyện muốn nói với sếp đâu. Với lại á, một lát trước khi họp em mang hồ sơ qua chị xem trước nha. Dạ chị. Em lo giải quyết việc cá nhân cho ổn thỏa đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc nữa. Em đã dứt khoát rồi đó chứ. Chia tay cũng đã nói, nhà hàng cũng đã hủy. Vậy mà anh ta bám dai như đỉa vậy. Nhưng mà thật sự sau khi chia tay rồi ấy, em mới phát hiện anh ta có nhiều tật xấu lắm chị. Chuyện đời tư của em á, đừng để cho người khác bàn ra tán vào. Với lại là càng không nên liên lụy người trong công ty. Chị nghĩ em không nên tiếp xúc quá thân thiết với sếp đông, sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Một kẻ điên tình á thì sẽ không biết là gây ra chuyện gì đâu. Thì ra nãy giờ chị quan tâm đến sếp đông chứ không phải lo lắng cho em sao? Chị không muốn can dự nhiều vào chuyện riêng tư của em, nhưng mà để ảnh hưởng đến công việc và nhất là người trong công ty thì đó là một câu chuyện khác. Không lẽ chị An có tình ý gì với sếp bà ta? Không phải, chị An không phải người như vậy. Bắt đầu họp đi. Dạ. Clip của khách hàng chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nhưng em đã nghĩ ra được cách để thuyết phục họ rồi. Việc pitching khách hàng bột giặt lần này á, giao cho Phương Khanh. Còn Khánh Minh thì tiếp tục take care khách hàng Red giùm chị. Red đối với em quá dễ dàng rồi. Em đã chuẩn bị xong kế hoạch
họ đã rất happy với những gì em đã làm cho họ trong năm trước. Và năm nay chắc chắn họ sẽ hợp tác với mình thôi. Còn khách hàng bột giặt này ấy, thì rất khó để thắng, vì có quá nhiều đối thủ mạnh cũng pitching cùng với mình. Họ đã reach trực tiếp với em, và em rất là hiểu họ muốn gì. Vậy nên chị yên tâm cho em đi pitching với họ đi, chắc chắn là mình sẽ thắng. Nhưng mà một mình em handle nhiều job như vậy thì em có làm nổi hay không? Nếu như pitching lần này em thất bại thì em có chịu trách nhiệm được hay không? Nếu em pitching thất bại thì em tin chắc ở trong công ty này sẽ không ai có thể làm tốt được hơn em đâu. Phương Khanh, em thấy sao? Em có đủ tự tin hay không? Em tự tin chị. Em không nghĩ là trong công ty này chỉ có một mình Khánh Minh có đủ khả năng để thắng được cái dự án này đâu. Nhưng dù sao đây cũng là khách hàng mới, cho nên em hy vọng là có thể nhận sự hỗ trợ từ sếp Đông. Có được không sếp? Thật ra từ trước tới nay, người ta sử dụng hình ảnh phụ nữ và gia đình để quảng cáo bột giặt. Đông đang suy nghĩ, nếu mà không sử dụng hình ảnh đó nữa, thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông trong gia đình thì sao? An thấy idea này rất là hay, rất là mới nữa. Vậy thì lần này Đông hỗ trợ Khanh pitching dự án này nha. An tin rằng là sự hợp tác của hai anh em sẽ có thể giúp chúng ta thắng được các đối thủ khác. Trước mắt cứ vậy đi. Buổi họp kết thúc ha. Cảm ơn mọi người. Chị An, em có chuyện riêng cần nói với chị. Em làm việc với chị lâu rồi, chắc chị cũng hiểu tính em. Tuy em hơi nóng tính ấy, nhưng mà mọi thứ rất là rạch ròi. Em thấy dạo gần đây chị liên tục trừ lương em, nhưng mà vì em sai, em không có ý kiến gì cả. Nhưng hôm nay cách hành xử của chị khiến em không phục, và em cũng không thể hiểu nổi. Vậy thì em muốn hiểu gì? Chị không tin em thắng được khách hàng. Không lẽ chị tin Phương Khanh và một người mới như sếp Đông sẽ thuyết phục được khách hàng sao? Đối với chị, việc pitching thắng khách hàng mới lần này được hay không, không quan trọng bằng việc em take care và em giữ được khách hàng hiện tại cho chị. Em sẽ vẫn giữ khách hàng hiện tại cho chị và đem khách hàng mới về cho chị. Không có agency nào mà chê khách hàng cả. Không lẽ chị sợ em gần gũi với sếp Đông mà tách em ra khỏi dự án? Em muốn nghĩ gì cũng được, nhưng mà những gì chị đang làm chỉ là muốn tốt cho em và Đông thôi. Chị luôn nhắc nhở em là không để chuyện riêng xen vào công việc. Nhưng mà em thấy ấy, chị mới là người công tư không phân minh đấy. Em hơi quá lời rồi đó. Đừng nói những lời thiếu suy nghĩ để rồi phải hối hận. Em khác chị, em không rạch ròi như vậy được đâu. Nhưng mà dù có hối hận ấy, thì em cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Sếp Đông, cảm ơn chuyện vừa rồi sếp đã giúp em. Em có thể mời sếp đi ăn trưa được không? À, cũng được. Vậy lát 12 giờ mình ăn nhé. Sếp nói thiệt hả? Sếp cũng được nuốt lời đấy nha. Còn nếu không thì giờ đi ăn luôn không? À không được, không được, quên mất. Đi ăn bây giờ sếp ăn trừ lương chết. Sếp giỡn hoài à. Sếp mà cũng sợ bị trừ lương nữa hả? Sợ chứ. Cặp báo. Cặp báo. Chị, khách hàng chưa đủ là mình thòng tim hả? Suốt ngày chị cứ làm cho mọi người giật mình hoài vậy. Chuyện gì? Sếp Đồng á, đang chuẩn bị đi ăn với kẻ cướp chén cơm của chị Minh kìa.
Em nói vậy người khác nghe được là không hay đâu. Dù điều đó đúng. Đúng như những gì em nghĩ luôn á. Hình như chị An á, chị đang tạo cơ hội cho em họ của chị hả? Cô sắp đông hay sao á? Chị mắc cười quá. Người ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, hẹn hò nhau là chuyện bình thường. Thời nay á, có gia đình rồi, người ta vẫn còn hẹn hò rầm kìa. Sao em biết ta chưa có vợ? Em vô cùng tinh tế nha chị. Trên tay xếp đông không hề đeo nhẫn cưới. Công nhận tinh tế thiệt. Mà thời giờ hả, ai còn đeo nhẫn cưới để phân biệt có vợ hay chưa vợ? Ủa cũng có mấy người cưới rồi, cũng có đeo nhẫn cưới đâu. Vậy thưa chị, với một góc nhìn sâu sắc và hơi cứng nhắc và có đôi khi bế tắc, thì không biết là chị có góp ý gì cho một cái mối tình mới chấm nở được không ạ? Mối tình tưởng chớm này sẽ không có cách nào nửa được đâu. Dù Phương Khanh ấy có cố tưới đi chăng nữa, mà người kia giữ mình kỹ quá thì nở kiểu gì? Cũng đúng. Nhưng mà chị dựa vào cái chứng cớ nào mà có thể đưa ra một kết luận như vậy? Hay là do chị đúc kết từ trải nghiệm của bản thân? Thì chị đoán mò thôi, không có chứng cứ gì hết á. Mà thôi, đừng hỏi chuyện người khác nữa. Chuyện của chị còn chưa lo xong. Ông Hiếu ông mới bám da như đỉa ấy. Mà tôi nghĩ chắc là ông Hiếu với Thánh Minh cũng sẽ không quay lại với nhau đâu. Quay lại cũng được, quen người khác cũng được. Quan trọng cuối cùng thuộc về tay ai thôi. Nói vậy là bà chốt hạ ông Hiếu rồi hả? Đúng. Bẫy đã giăng tứ phía, chỉ đợi con mồi sạch bẫy nữa là xong. Nói chuyện quyết tâm quá ha. Không giống bạn tôi thường ngày chút nào hết à. Vậy thì để xem thường ngày tới bây giờ đâu mới là con người thật ta. Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền đâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ, nên giấc mơ vẫn tan tành.